Xin chào mọi người, mình là MiZ Và chào mừng các bạn đến với Dolly Cuối tuần rồi, thư giãn thôi, thư giãn thôi Đừng quá dùng dập Tại sao tôi lại nói vậy? Thường anh em coi mấy cái video mới nhất nhà Hoặc là xưa giờ luôn rồi Thì anh em sẽ thấy là Mỗi lần vô video lúc là mình cũng intro Nhảy nhó hát hò Hoặc là mình flow Không không hằng khùng nào làm đoạn Làm một cái intro giới thiệu và flow hết á Làm thấy người xem hiểu một Cho nên là cuối tuần rồi chúng ta nên thư giãn và xem video một cách bình thường nghe thì nó hơi thiếu chuyên nghiệp á nhưng mà thì anh em không cảm cho tôi đi cuối tuần rồi mà vẫn phải chơi game cho anh em xem là anh em biết tôi có tâm với cái nghề cỡ nào rồi thật sự là trong tuần á không có ngày nào mình cũng ngon hết đó trong tuần là đã chạy video ngày đêm thức đêm này nọ mà lắm thường á cuối tuần mình sẽ ngủ hoặc là mình bỏ một ngày để mình thư giãn đầu óc tại vì trong tuần đó là mệt mỏi quá rồi mà đúng không? nhưng mà đợt này là do uh, đang hơi khó khăn, nói như thế nào nhỉ? đôi khi uh, tôi mệt lắm rồi nhưng mà vẫn phải chơi game cho anh em xem tại vì như tôi đã nói ở bên uh, kênh Ví là tôi rất là tôn trọng người xem của mình và đáp ứng những gì mà người xem muốn, đòi loại là vậy, chắc chắn là vậy luôn rồi chứ không phải đòi loại nữa. Với lại cái sở thích của tôi là edit nữa nhưng mà đôi khi mệt quá, edit không nổi, không còn kiểu chỉ toàn bộ sức lực trong ngày là chỉ còn có thể gọi là có thể là chơi game thôi. Còn sức edit là nó cạn rồi, nó không còn năng lượng để edit nữa cho nên là tôi sẽ nói chuyện với cái tông giọng nhẹ nhàng thôi mặc dù là chơi game kinh dị hơi khắc khe hơi gắt và cái từ game ngày hôm nay là donly giờ yeah, donly có phần mô tả game nó khiến cho chúng ta không gọi là bị lạc lõng trong con game này ok bạn đến bệnh viện để làm ca đêm hàng ngày trước sự ngạc nhiên của bạn mọi thứ bây giờ đã rất khác có vẻ như bệnh viện chứa đầy những con búp bê có kích thước như con người đặc biệt là một con búp bê đang bắt con người và biến họ thành búp bê bạn có thể sống sót thoát khỏi bệnh viện hay dolly sẽ bắt bạn và biến bạn thành một trong số họ hoàn thành các câu đố thoát khỏi phòng và rời khỏi bệnh viện một cách trọn vẹn ok game này là mình làm ca đêm trong bệnh viện nhưng mà bỗng một ngày cái bệnh viện đó bị cái gì đó không biết có búp bê Ok game này có lẽ là sẽ giải đố đấy Ok mình cứ chiêu hơi Bạn đến bệnh viện À hình như là cái khúc này Ở ngay phần mô tả ngoài game mình đọc rồi Đồ Hình như là đang trong rừng Tôi còn chưa thấy bóng hình bóng của cái bệnh viện nữa là Vô hẳn luôn bệnh viện Ok Có lẽ đây là lễ tân Và bên đây là sảnh chờ Thôi mà mình đi khám bệnh ấy Thì chúng ta sẽ tới lễ tân để gọi là trao đổi hoặc là tư vấn Rồi sẽ đưa cho mình một cái tấm vé một cái tấm phiếu Phiếu hư tự rồi Mình sẽ sang bên đây mình ngồi Chừng nào mà có số của mình rồi Vô khám thôi Có lẽ bệnh viện hôm nay không ổn nha Không biết uh, Lễ Tân có đang ngủ quên không nha Alo em ơi Ủa? Uh, chuyện gì đang xảy ra Tại sao búp bê lỡ cho mình viện? Một con người đôi ly sẽ vui mừng khi thấy bạn Tôi cần nhanh chóng tìm đường ra khỏi đây Dạ, yeah, trong tất cả các tựa game kinh dị Roblox tôi từng chơi thì mục đích chính là Đi vào một cái nơi gì đó và tìm cách thoát ra khỏi nơi đó Đặc biệt là trong uh, cái chương trình này sẽ có búp bê Cái bông hoa này để làm cái gì nhỉ? Wow Vậy rồi đây là Dolly Con men chính ở trong cái tựa game ngày hôm nay là con này Con Dolly Cái cửa vô phòng khám bị khóa rồi Hoa 1, hoa 2 Có lẽ hoa 3 này Game này giải đố khá nhiều ấy Và có khá là nhiều bạn không có dám chơi Mấy game horror, rút róc, Tại vì có nhiều người sợ không dám chơi Và không biết phải làm sao để biết được nội dung bên trong cái con game đó nhưng mà lại không dám chơi thì đã có tôi ở đây tôi sẽ chơi cho anh em coi ở đây có cái chậu hoa này ồ oh, ra vậy tại sao cái radio này tự động bật lên nhờ thôi tắt giùm cái không có muốn bị nhà bản quyền. ở okay, cái con Dolly này nó nó vẫn đứng đây nhỉ? em có thể mở cửa cho anh được không? không có lẽ là nó không nghe mình đâu. làm gì tiếp nhỉ? tiếp tục giải đố à? Ồ oh, sách 3 có lẽ cái nội dung giải đố tiếp theo nó sẽ liên quan về sách. sách 2 Sách 1 Mình lấy sách Rồi mình bỏ vô đâu nhờ Ở đây bốn cuốn sách tôi, tôi nghĩ là nhét lên kẻ sách Có lẽ vậy Ờ à, đúng nè Ồ, oh, sách 1, sách 4 là ghép trên kệ này Có lẽ hai cuốn còn lại sẽ bên đây Ồ, oh, mấy cuốn sách này nó bị đổ xuống này Và chúng ta có cây kéo Kéo này cắt gì nhờ? Cắt lá cây hả? Không, không phải cắt lá cây Cái thùng cắt tông này trắng Ồ oh, Thiệt là thông minh quá đi Phải nhảy bén anh em ạ à, Phải nhảy bén Chơi mấy gặp giải đấu là phải nhảy bén Chứ không là Mình cũng có thể bị lạc lỏng đấy UV flashlight Gì vậy chưa kịp đọc nữa Ồ oh, Là cái cây đèn này Đây cây đèn này đây Nó có một cái khả năng đặc biệt là sẽ có thể sôi được những cái đồ mà bị ẩn nấu Ở trong tường của cái bệnh viện Để cho anh em dễ hiểu Thì tôi cần có ví dụ Và hiện tại là tôi Đang thực hành là cứ cầm đèn chiếu vô tường Ủa à? Đấy đúng như tôi nói luôn Không sai vào đâu được ồ tiếng ai la ấy nhờ Tiếng ai mới la ấy nhờ Ồ cái nút biến mất rồi Cái cửa này mở chưa nhờ Có lẽ chìa khóa nó sẽ Đây Ô nhanh gọn thế nhờ um... Anh mở cửa em nhé Bất ngờ thấy Nó biến mất rồi À! Wow, nó biết di chuyển à? Tôi tưởng ra nó bị bất động. Cái con Dolly này nó có nhìn thấy mình không nhờ à, Đừng vô đây em ơi. Sao lại vô đây? Ồ, oh, đi rồi, đi rồi, đi rồi là vô kiểm tra ấy mà. Tôi nghĩ là nó không thấy đâu. 50% 50%. Một phần hai thôi. Tôi nghĩ là nó không thấy mình. Ok. Phòng gì đây? Phòng này có may. Rất nhiều may. Trên tường lẫn trên chân nhà. Túi chất lỏng nè. Có lẽ đây là cái bịch chuyện nước biển ở trong bệnh viện nhưng mà không biết tại sao khi mà thông qua dịch của Roblox thì nó lại là túi chất lỏng thì cũng đúng thôi nó dịch theo kiểu dễ hiểu nhất mà chúng ta có bệnh nước biển 1 và bệnh nước biển 3 thì ô hai luôn này bốn này cái chất lỏng này treo đâu nhờ tôi nghĩ là treo trên đây ok Ồ, oh, tiếng ai cười nhờ Tiếng ai cười nhờ Tiếng tiếng đặc trưng của búp bê luôn á đó. là cái tiếng đặc trưng của búp bê Là cái nụ cười đấy Hello Cái con này nó có thật sự là biết tấn công mình không? Không Nút này Cái nút này là nút gì vậy? Ồ, oh, tôi nhìn cái nút Xong cái tôi nhìn vào cái con mắt của nó Thì tôi thấy là cái nút này khá khớp với con mắt của nó Có lẽ đây là con mắt của nó Ồ, oh, đúng luôn anh em ạ Đây là con mắt của nó Hai con mắt nó chớp chớp màu trắng I could use my flashlight where the door is pointing. Ồ, oh, tôi nên dùng đèn pin để chiếu vào cái điểm mà con búp bê nó chỉ vô. Con này trông giống robot nha, nó chỉ ở đây, ở đây chăng? Ồ, oh, màn hình, màn hình màu đỏ. Tôi phải thật sự là cẩn thận với con dolly tại vì nó có thể đi vô đây ấy. Ồ, oh, màn hình màu đỏ, ra vậy. Ê lố. Nó không uh, tự spo cho mình luôn nhờ. Gì vậy? Ồ oh, mất điện à Mất điện rồi anh em à Và cái đèn ở đây nó vẫn sáng như thường Đây hồi nãy trong này nó có cái tủ điện nè Ồ oh, điện về điện về Maybe the flashlight will review Có lẽ đèn pin nó sẽ giúp ích mình trong căn phòng này Tôi nghĩ là đây Đụng gì đúng đó trời Đỉnh cao vậy chỉ là trùng hợp thôi Chúng ta có experience key Cái căn phòng trước mặt tôi là phòng hoa Cái phòng mà tôi vừa mới vô Hồi nãy là phòng mây Và bây giờ tôi đang ở trong phòng hoa Vâng anh em rất nhiều hoa Trên trên tường lẫn dưới đất Ồ oh, con Dolly này Tôi nhớ con Dolly nó đang đi tuần ở ngoài hành lang mà ta Mà tại sao vô cái phòng hoa lại có nó trong này nhờ Hay là đó chỉ là bản copy của con chính này có con dao nè ồ oh, nhặt dao dao một có lẽ là chúng ta sẽ đi thu thập những dao uh, ấy, dao, dao uh, này là dao trong uh, phẫu thuật đúng rồi nè, dao trong phẫu thuật một ba bốn. Còn con dao thứ uh, thứ hai đâu không nhờ? Đây, uh, con dao này lấy không được. Ô, oh, Vậy là chứng tỏ chúng ta sẽ đặt dao ở trên này. Dạ yeah, đúng rồi kiểu mình giải đố mấy cái kinh dị riết á, cảm giác nhanh trí vậy. Cái đèn này nó sáng lên chứng tỏ gì nhờ? Tôi thấy ở trên cái phòng này nó hiện những cái bảng cảnh báo nè. Tốt nhất là mấy cái bảng này ý nghĩa là tránh xa là không được vào căn phòng này. Có lẽ con Dolly nó đang khám bệnh và kia là bệnh nhân của Dolly như cái phần mô tả mà tôi đã đọc ở đầu video thì con Dolly này nó sẽ biến những bệnh nhân của nó thành búp bê không sai đâu. Tôi phải làm gì tiếp nhờ? Ồ, oh, cho tương tác này tôi nghĩ là mình chắc chắn là mình sẽ phải đi vào cái căn phòng này phòng này trông giống như là phòng phẫu thuật ấy à tôi sẽ thắp sáng hết toàn bộ mấy cái đèn này mấy cái đèn trong uh, cánh hoa gì đấy cái vật gì vừa rơi xuống vậy tôi cảm giác căn phòng vẫn vậy tôi thắp sáng hết mấy cái đèn này lên rồi mà không thấy có gì nó xảy ra hết Ô chìa khóa ok bây giờ tôi sẽ uh, chuẩn bị anh em ơi, chuẩn bị tinh thần nha chuẩn bị vô uh, phòng phẫu thuật của con dolly nè khả năng cao là vô tôi không biết là chuyện gì sẽ xảy ra hoặc là tôi có thể sẽ bị được hay không thôi à, cứ vô đi à, à, à. cái khí gì đó khí gì ấy khí này là khí gì khí ngủ hả giấy Ồ có tiếng thở Ồ vậy đúng rồi Đúng như những gì mà đầu video tôi nói Là con kia con Dolly nó sẽ biến bệnh nhân của nó thành chính nó Thành một cái bản sao tương tự như nó Chúng ta có dây màu đen Dây điện màu đen Dây điện màu đen để làm gì Ồ chúng ta có tiếp tục là dây màu xanh Xanh lá Dây màu trắng Dây màu đỏ Tôi nghĩ là nó sẽ liên quan đến mấy cái thùng hóa chất ở đây chăng phải không ta à không ở đây của phải không ta tôi thấy đây nó có cái gì đó nhìn trông giống như là dây nè có lẽ là dây của cái màn hình này lắp bên này à đúng rồi đó bên đây lắp bên này màu heo màu cái gì b 4 từ từ để lắp nốt bên này ơi b 4 d 1 có lẽ b 4 d 1 ồ một cái bình bình tím bình xanh bình đỏ luôn bình vàng nè bình vàng lũng được ôi là đọc mấy cái bình lên đấy hả còn một bình nữa, còn một bình nữa. Nằm đâu nhờ? Biết không em? Ờ, bạn gì ơi, bạn biết uh, cái bình còn lại nó nằm ở đâu không? Thì là nực cười khi mà tôi nói chuyện với một đứa bị thâu mỏ. Bình màu tím còn lại ở đâu nhờ? Ở đây có uh, mấy cái thùng cát tông này. Ồ, tôi nghĩ tôi sẽ phải trèo lên đấy. Tiếc quá, đó. ở trên nó không có, trên kệ không có. Ồ, cái bình còn lại nằm ở đâu ta? Đây bị hiếp một bình bây giờ uh, trở ngại của tôi là tôi không biết cái bình còn lại nó nằm ở đâu có khi nào nó nằm ngoài này không trời không tôi nghĩ là game này giải đố là giải đố cố định trong một phòng à tôi nghĩ là vậy cho nên là cái bình còn lại khả năng là nó chỉ nằm vòng vòng trong uh, trong đây thôi tiếc quá chả biết ở đâu để mà mò Ô oh, nằm ngay trên tay của con uh, con bệnh nhân trời kiểu nó giấu kỹ nó giấu đến mức mà không không ngờ ấy đủ rồi nè đại chìa khóa ờ vậy là mình xong trong cái phòng đó rồi đấy xong rồi đấy recovery có lẽ đi phòng tiếp theo Ủa tiếng gì nhờ Tiếng gì nhờ Từ 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 Ôm góc ôm góc Ôm góc quan sát Đây là phòng mặt trăng Ủa đây có chơi caro nè Nó không chạy chơi chơi Cái này chắc uh, Cái bàn caro này chắc mang tính tượng chân thôi Chứ nếu mà có chơi thì chắc tôi cũng chỉ chơi một mình Cái gì đây Lu búp bê Con này trông giống như cái con bên phòng 1 nhờ Nhưng mà có điều là Mắt của nó màu xám Có lẽ đây là tác phẩm của con Dolly này là gì à Lu búp bê là sao? Lu búp bê là sao? Tôi không hiểu ý nghĩa của cái câu lu búp bê Chết rồi có khi nào lạc lỏng lắm trời Tôi sợ mấy cái khúc mà bị bí lắm nha Bị bí là bắt đầu là nó mất rất là nhiều thời gian với công sức Mà chắc chắn là vậy rồi đó Lu búp bê Dùng đèn pin coi Không có gì xảy ra Ồ oh, Đi thu thập mấy cái tờ giấy Tôi tưởng là mấy cái tờ giấy này lụm lên chị để đọc Ôi giời ai à, về đâu là cái phòng mặt trăng này Chúng ta sẽ đi thu thập giấy Chúng ta có giấy 1, giấy 2, giấy 3 đây 4 tờ giấy Tôi nghĩ là dán lên trên này ô <laughs> Lưu do bản Vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh luôn Trời ơi ghê chưa Đây lưu do bản màu búp bê viết Dữ 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 Chắc chắn là đã có thứ gì đó xảy ra trong cái căn phòng này rồi đó đây what did food truly in here ai bỏ mấy cái đống uh, thực phẩm này ở đây vậy mấy cái mấy cái này là đồ ăn hả đồ ăn hay là nguyên liệu nhờ đồ ăn hay nguyên liệu chế biến để quay lại đây đọc thôi lưu do bản màu búp bê giết. anh em hiểu sáu uh, chữ này không anh em hiểu chữ trên sáu tờ giấy này không lưu màu cái này tôi chưa biết Cách, cách đọc tôi nghĩ là đọc từ trái qua phải hoặc là đọc từ trên xuống dưới lưu màu nè lưu màu búp bê của bạn bạn giết là cái quần gì còn mà đọc từ trái qua nè lưu do bản màu búp bê giết là không có nghĩa lý gì hết đó. ý là cái đầu tiên này nó kêu tôi là lưu cái màu lại giờ yeah, lưu cái màu lại tôi nghĩ là màu này màu của bốn bịch nước biển này nhưng mà nhìn sơ thì thấy là hai cái cây này nó khá là giống nhau cho nên là Ui dồi ôi dồi màu đỏ màu xanh trên đây thì chả cái nào màu đỏ và cũng chả cái nào màu xanh xanh dương cả. ơi đừng đi ra ngoài quên đi ra ngoài chết đó. con kia đang đi chọc ngoài đó. tôi đang thắc mắc uh, luôn màu là sao nè. Oh, nhờ có cái Đèn pin uh, 2027 này đấy Lụm à Lụm được không Ủa Cái này XTX của game Ôi giời ơi Tưởng đâu Con đó uh, Nhằm mục đích giải đố À vậy XTX XTX cũng của TFX Được Lưu màu là sao ta Trên này nó gồm có những màu gì nhờ Màu này là màu tím Màu này màu Màu gì ta Màu bơ hả Bơ hay bê ta Nhìn thì Hơi hơi bơ Màu này màu cam này Phải cam không Khó nhìn quá à Xanh lá Xanh lá cam Màu bơ và một tím Tôi phải chọn hợp lý đúng không ta hay Ủa Ok chúng ta Tôi tưởng là sẽ phải chọn Bây giờ là lẫm hết bốn cái khay uh, nguyên liệu thức ăn Bỏ đâu Bỏ đây hả Ăn không em À quên miệng em bị rạch ấy lộn miệng em bị thâu rồi à, xin lỗi nhé xin lỗi bốn cái khay nguyên liệu thức ăn này chúng ta sẽ để đâu nha? À, đây 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 hiểu rồi tưởng trưng cho bốn cái giường bệnh ở đây ra vậy ok ok nhạc đâu lên vậy ui nhạc ở đâu lên đó nhờ? ủa cái tiếng radio cái tiếng này nó rất là vớ vẩn tắt đi phiền chết mình sẽ giải đố cho đến khi nào ở à đây hơi khỏi nói tôi tính nói là mình sẽ giải đố cho đến khi nào mà cái chìa khóa nó rớt ra thì thôi chìa khóa này có điều gì đó bất thường với cái chìa khóa này chìa khóa này nó không đơn thuần là một cái chìa khóa bình thường để mở cửa ấy. what thế thì mở gì từ từ bây giờ tôi phải tìm ra cái ẩn khuất trong phòng này tại vì chìa khóa này nó không có bình thường và nó không uh, gọi là phù hợp để mở cửa ấy. thế thì mở gì ôi <laughs> thôi vô, vô 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 Game này mình không chơi ẩu được Có 3 mạng rồi à. Lấy giờ vô dí dí vô mặt con Dolly Cho mất hết hai mạng để mạng chơi Chó mệt chơi hả Ủa bây giờ cái chìa khóa này mở gì nhờ Chìa khóa này nó không đơn thuần là mở cửa Mà nó mở một cái gì đó đấy Tôi đang thắc mắc để tôi nhớ lại chi tiết coi Lúc ở ngoài sảnh Có một cái cánh cửa bị khóa Và mình đã mở cánh cửa đó ra rồi Xong rồi mình vô phòng mây Phòng mây thì chả gì khóa hết Xong rồi mình qua phòng flower Phòng flower thì nó cũng có có một cái cửa bị khóa mà mình cũng mở ra luôn rồi Nói chung là xung quanh uh, mấy cái khúc đầu nó chả gì bị khóa hết đấy. Mà có bị khóa cũng mở khóa hết rồi Thế thì bây giờ cái chìa khóa này mở cái gì nhờ Này có cái bình cứu hỏa nè, lấy xịt chơi Hồi cấp 3 tôi đã từng nghịch cái bình này rồi Và công lực của nó rất mạnh Mở cái gì ta, cái chìa khóa này trời ơi mở cái gì trời Không phải mở cửa này mới ghê chứ Thế thì mở gì, con này nó vang vãng ở đây chả chết sâu qua không được em có hù không đấy em ừ chó đi vô chổng đi để tôi vô đây tôi làm ăn để tôi nhớ coi là tôi có bỏ sót cái gì không trong này thì tôi nghĩ là chắc chắn là không có gì để mở bằng cái chìa khóa rồi đó có khi nào là mở một cái hộp hay một cái gì đó không nhờ uầy ơi à, nó vô đây là ăn ăn cho hết luôn đó có lẽ con đơn ly trong uh, đây khá hiền nhờ tôi tưởng là gặp mình nó sẽ nhào 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 tới và mình sẽ phải chạy và la là... a à nhưng mà không nó không được. Nó tôi thấy nó kiểu nó bình thường lắm. Qua đây em. Ủa gì vậy? Ồ, khi mà mình tới gần nó là sẽ là như thế đấy. Tôi thấy là thiệt là nhẩm địch khi mà quay về đây Cửa này cửa gì giờ đây này làm gì có ổ khóa? Sao game chìa khóa? Ồ, trên cái bảng này là một đống ký tự lạ Có lẽ là nhập đúng sẽ mở được cánh cửa này ra và tôi sẽ tẩu thoát Ờ, nãy giờ tính ra tôi khá là cồng kềnh với cái chìa khóa này Ồ, ờ, nó mở ở đây Vãi Thôi, mất cũng kha khá thời gian gì vậy gì ít ba là sao là sao liên quan tới con này à cái gì vậy ít ba là sao trời à chúng ta sẽ chơi uh, caro một mình trông nó sẽ khá là kỳ khi mà mình tự chơi với chính không tôi nghĩ là không phải chơi một mình đâu chắc cũng lại là một cái thế lực vô hình nào đấy cái dáng này không cần nói tôi cũng biết là nó sẽ một là hòa hai là ngu lắm mới thua ấy Thiệt đi kiếm cái uh, dấu ít còn lại thôi ấy. ở đâu giờ sát bên luôn rồi tôi hiểu Hiểu vấn đề của cái dáng này Tại sao lại thế được nhờ? Đồ uh, 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 uh. never lose, never eventually don't leave. <laughs> Búp bê không bao giờ thua. Ô nãy giờ con đó nó tàn hình. Gì vậy? giờ? cháy cháy cháy. Tôi phải làm gì với cái đám cháy chai... nhỏ này đây? Có gì dập lửa không nhờ? Nước nước tràn ly rồi trời ơi. Còn con này nó tới đây nữa Dolly vô dập lửa em ơi Vô thì hả trời Bây giờ phải làm sao nhờ À đây Tại sao tôi lại có thể bỏ quên cái bình chữa cháy này được nhờ Dập lửa dập lửa Vô tình là đưa luôn cái chìa khóa rồi Tình tiết quá là khớp Đi mở cửa cái nha Không qua đây á Phòng mặt trời này coi chừng trượt té The not outside mention of code is here Là cái code để mở cái cửa thang máy Nó sẽ nằm trong cái căn phòng này Đèn pin của tôi có lẽ sẽ có ít trong căn phòng này Rồi đây Tôi phải đi rọi khắp khắp uh, mấy cái tường ấy Đâu vậy? Mới nghe tiếng xong rồi ở đâu vậy? Ờ hay Vừa nghe tiếng xong rồi không thấy đâu hết ồ oh, nó nằm bên này ngược đời ấy nhờ tôi chiếu đèn bên kia mà ký tự nó hiện ở bên này hình như là theo quy luật của game là từ đầu đến giờ là bốn cái giải đố hay bất kỳ cái gì nó đều là bốn cái hết nốt nhạc ngôi sao bông hoa còn gì nữa nhờ có ba cái vậy <laughs> em ơi bình tĩnh em ơi anh không muốn bị uh... Thâu miệng đâu Tại vì skin robot của anh Nó không có miệng Nó cũng không có mặt Cho nên là Có lẽ anh sẽ khá là Hợp gu với em ấy Nhưng mà no 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 no, Không lẽ uh, Nút nhạc Ngôi sao Rồi Bông hoa Thôi thôi em ơi mình như bây giờ nó gắt hơn hay sao ấy Tôi cảm giác vậy Xong rồi đó Bây giờ tìm cách ra ngoài thôi Đứng Đó đố thằng nào dám ra Gà chắc bị xiên hoặc là bị thâu mỏm lại ui rồi Ồ oh, dấu cộng ok nhớ hết rồi ngôi sao bông hoa nút nhạc dấu cộng bây giờ phải làm sao để cho con donny nó đi về cái đường hành lang cũ nha chứ nó cứ uh, ở đây mãi thì không hay đâu mệt tôi lắm cái gì đi đứng đi đứng kiểu đó rồi ai dám uh, giải mã trời đừng đùa thế chứ mất thời gian lắm hay làm liều nhờ dù gì cũng có ba mạng Ồ, không làm liệu được lấy cám đây luôn ta nó cám đây là mệt tôi luôn á con này chúng ta không thể nào đoán được cái đường đi của nó tôi cảm giác là nó đi ngẫu hứng ấy hứng đầu đi đó à nó giờ hết hứng quay về giờ luôn đi em đi rồi Let's go Ở đây còn có phòng Phòng trái tim nữa Ôi trời ơi Có phòng túy à, 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 à. Em ơi em ơi Bình tĩnh em ơi Cái búa này không lấy được Phải làm sao nhờ Sao bây giờ con Dolly nó lại ở trong này nhờ Nó mở ở trong này là bất lợi cho tôi rồi á Bất lợi lớn luôn á Ở à, đi vô đây được nè Ở nó còn nhiều phòng hơn nữa nè mà Tôi nghĩ đây sẽ là cái cửa cuối cùng để cho mình ấyếc ôi dồi ôi nó tới đây rồi. À. Đến giờ tôi vẫn còn tôi nghĩ là sẽ lấy cái cây búa ở đó đó nhưng mà hồi nãy tôi nhớ là tôi lấy không được. Hay là do tôi uh, không uh, kỹ tính nha Tôi nghĩ là tôi sẽ phải kỹ tính. Để đây đi. đi. À! em ơi đi quay sang bài khác giúp anh với chứ dễ khó lắm mệt lắm ơi đi kìa trời ơi cái cái búa cái búa đập kính không sai đâu, cái búa đập kính Maybe I should help this door. What can I do? Tôi nên giúp đỡ con búp cô bé này Tại vì uh, tôi nhìn vào uh, Nhìn sơ thì chúng ta có thể thấy là Cô bé này vẫn chưa hoàn toàn bị gọi là Biến dạng thành búp bê Giống như cái con dolly ngoài kia Tôi nhớ hồi nãy cái cây búa nó không lấy được mà tự nhiên <laughs> Chắc là tại tôi không kỹ tính rồi Anh em thông cảm Tôi vẫn phải đập Hẳn luôn một cái kính ấy Đừng nói là trong này nó... Nó vô nghĩa như trời Đây pin sẽ có tác dụng gì đó chăng Dolly của tôi đã phát điên Cô ấy đã chiếm lấy bệnh viện ngay thơ này Và cô ấy đang biến tất cả mọi người thành búp bê Ngay cả tôi, chủ sở hữu của cô ấy Cô ấy là một búp bê đồ chơi nhỏ Trước khi tất cả điều này Bây giờ cô ấy có cùng kích thước với chúng tôi Tôi không biết tại sao cô ấy đã biến hành quỷ Xin hãy cứu tôi, cứu chúng tôi Dừng Ồ, oh, vậy là cô bé này là chủ của cái con Dolly và vô tình là một cái hiện tượng siêu nhiên gì đó mà chúng ta không thể nào có thể lý giải được để khiến cho con dolly nó bị bị uh, phát điên ấy. và biến cả cái bệnh viện thành búp bê, Ồ, một câu chuyện khá là khá nặng về búp bê ấy. cảm giác hay thiệt tôi vô đây rồi tôi lấy cái gì trong này Ồ, ở đây có thuốc đỡ người búp bê này flat water shop medicine thu thập và trộn mình cần có một cái chén hay là cái lọ để gọi là đựng uh, thuốc và trộn chúng lại hồi nãy có một cái lọ ở đây nè đây ngay đây màu trắng là ơn hao tác nhanh những cái trời gì phải bỏ gì vô đây nữa hả nó bị thiếu mất uh, một cái gì đó rất là quan khá là quan trọng nước tôi nghĩ là nước đây ống nước đủ chưa nhờ đặt ở đâu nhờ ở đây nè đây nhanh lên nhanh lên nước 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 ok bây giờ chúng ta sẽ hoành lại vô bếp con ly nó 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 chậm tiêu lắm chúng ta có túi muối làm sao để trộn trời nghĩ sao cầm luôn cái túi cái túi bự chén này rồi trộn vô cái cái ly này kiểu gì bình tĩnh thôi em trời nó đứng nó tôi sợ vậy là cái này đúng không là cái này đúng không ta ờ đúng rồi nước muối đây tiếp theo là này nè ok thiếu gì nữa nhờ vậy? Yeah. con dolly nó kêu tôi là đừng đưa cái thứ thú này cho con Mia Kệ, kệ coi Wow, biết là hành người thiệt này Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cứu tôi Tôi là Mia Đó là sự thật Dolly là búp bê của tôi Nhưng mà cô ấy không còn là như trước nữa Cái gì con... <laughs> Bây giờ tôi phải đối đầu với con... Um, con Dolly Chúng ta có chìa khóa phòng chứa đồ Mở này đúng không? Ok, tôi speak lên từ đây luôn nhé Trời, đừng nói giải đố nữa thì trời Kiểu muốn thư giãn mà gặp ngay em giải đố quá nhiều Hết thư giãn luôn Nặng đầu luôn á <laughs> điện lên này Điện lên này này Ơ Ở đây có ba cái đầu Đầu búp bê đông lạnh Tại sao lại phải đông lạnh nha Kéo cắt gì Vậy kéo cắt đúng lần quay về chỗ cũ trời Đùa Cắt cái nào mà ra thứ mình muốn thì thôi ấy. Tôi nghĩ vậy Đây có cái cà lê ô lấy cái đầu ra thôi Đúng không Đâu phải gọi là tắt hết máy hai với máy ba Tắt kiểu gì trời Đi cắt tiếp hả Đây hai cái cà lê nè Um, ở đây hết hết cái gì ta hết cái thùng cắt tông rồi thì mình cắt cái gì tiếp nhờ tại vì tôi để ý là cờ lê nó chỉ nằm trong cái thùng cắt tông khi mà mình cắt nó ra ấy ổ này nó có sẵn rồi hãy ha Giờ sao game này đúng kiểu không gợi ý luôn á, tự nhiên tắt xong mấy cái này rồi giờ giờ à đây có chìa khóa game này khá phù hợp với uh, các bạn nữ, đến game tôi sẽ để dưới phần mô tả, lại giải đố nữa, lần này nó còn còng kềnh hơn lần trước đi lượm mấy cái block này, có lẽ đủ rồi đó, chữ D nữa, chữ D, Donly ly hai bốn, cái đài radio này nó rất là vớ vẩn, hai với bốn, số hai đâu, baby my flashlight rồi, dùng đèn pin, à đây ghép chữ, thiếu chữ rồi. Chữ gì ấy nhờ Tôi vẫn chưa đoán ra Anh em đoán ra chưa Một Mười chín Một chín Hai bốn một chín hả Hai bốn một chín Có lẽ nào Hai Bốn Một Chín Rồi đúng không nhờ Cái gì đây Cái vòng trò màu Tím à À lắp vô đây Rồi đúng kiểu giải đố liên tục luôn á Còn hai cái nữa Ok Nhặt chìa khóa này phòng ngôi sao Nhanh lên Trời Chắc giải đố khùng đầu cái búa gõ gì đây Gõ con này à Tôi nghĩ là gõ ở đây nè Tôi cần phải nhanh chóng tìm đường để vào Bên trong cái office của con Donly Kỳ trời cái búa gì gõ lần cái mất luôn cái búa vậy Chưa bao giờ mà nó cực hình như thế này luôn ấy à, Giấu kỹ phết Bị khóa nữa Ủa trời ơi Chìa khóa đâu Dolly đây là office của Dolly Đây là nguồn của Dolly là Mia Trái tim, đầu Ồ, vậy là điểm yếu của con Dolly nó nằm ở trái tim Trái tim của nó Ui làm sao để mở cái này xuống nhờ Có một cái nút ở đây để có thể mở được cái rào cản này ra Quá. Gì đây? Chụp tất cả con người Nó có ý nghĩa gì vậy? Ồ, ngay đây Ok 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 nó kêu là Cút ra khỏi trái tim của ta ngay để chúng ta sẽ gây sát thương lên trái tim của con Dolly bằng cách là sử dụng mấy cái đồ ghim giấy để ghim vào trái tim nó nghe nó hơi độc ác á nhưng mà phải như vậy nó mới kết thúc được đầu tôi nó sắp nổ tới nơi rồi nãy giờ ok quất thôi quất 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 ra không biết ra không biết anh em ơi chết chưa con này nó hay đi uh, lạc ở đâu lắm nhưng mà mình cũng kiểu không có thời gian để kiếm nó giờ phải tranh thủ thấy ra ngoài Easy Và đã chống thoát khỏi bệnh viện Dolly đã bị dừng lại Mia đã tốt hơn và giúp biến con búp bê khác trở thành con người Dolly Đã trở thành một con búp bê đồ chơi một lần nữa Bệnh viện và mọi người đã được cứu Alright đây không? Nếu chiêu thì... Nếu chiêu thì cho tôi xin một nút like với một đăng ký kênh Và tôi sẽ hẹn gặp lại anh em vào những video sau Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ